Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO ha Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái um, cái app ha Cái app này là nó sẽ là chơi game cũng như là làm khảo sát làm các cái nhiệm vụ ha Thì mình sẽ uh, kiếm tiền miễn phí trên cái con app này ha Thì uh, con app này nó sẽ cho mình rút tiền về ví PayPal anh, anh em ha Thì uh, con này đã tồn tại rất là lâu rồi và cực kỳ uy tín ha thì yeah, đầu tiên anh em vào xuống phần mô tả video để click vào link đăng ký ha. Sau khi hiện, hiện ra cái màn hình như thế này, anh em bấm vào cho tôi là không phải là người máy ha. Rồi click vào đây để tiếp tục. Rồi anh em chờ 5 giây ha. Rồi bấm lấy link ha. Rồi tiếp tục anh em bấm chữ cài đặt cho mình ha. Thì cái con web này nó tên là Play and Earn anh em ha. Bấm cài đặt. Rồi anh em bấm mở cho mình. tiếp theo anh em chọn cái ngôn ngữ là English và cái tiền tệ là USD ha tiếp theo bấm Continue rồi tiếp theo anh em tích vào cái dấu tích này ha phía dưới này sau đó anh em chọn Continue rồi tiếp theo anh em sẽ à, đăng nhập ha đang đăng nhập cho mình bằng cái gmail anh em nha gmail rồi thì anh em sẽ chọn một cái gmail cho mình ha rồi continue ha rồi ok như vậy là anh em đã đăng ký thành công cái cái con uh, app chơi game này ha thì anh em kiểm tra thử là mình đã đăng ký với cái gmail của mình chưa thì mình kích vào cái biểu tượng hình hình trên đây ha thì mình thấy được cái hình gmail trên đây là nếu có thì ok anh em ha đó là cách kiểm tra rồi thì đây là cái giao diện chính thức của cái con web này ha thì con web này nó sẽ cho mình là thứ nhất là cái mục ở đây gọi là survey nè đó là cái mục khảo sát thì ở mỗi một khảo sát như này anh em có thể có cơ hội là nhận 300 đồng coi ha thì khi mà anh em nhận tất cả những đồng coi nó sẽ hiển thị trên đây thì khi đủ cái số coi ha thì anh em có thể sẽ quy đổi sang đô la và rút về ví Paypal anh em ha rồi thì con web này nó cũng sẽ cho anh em điểm danh hàng ngày ha thì mỗi lần điểm danh thì anh em sẽ được cái đồng coi ở trên đây đó năm đó tuần ngày luôn ha tuần ngày nó sẽ có nhận cái đồng coi cho mình anh em anh em ha rồi Tiếp theo anh em kéo qua đây ha, thì ở đây cái phần invite a friend, đó là cái phần mời, à, mời bạn bè ha, thì anh em sẽ kích vào cho mình star ha. Đó, thì ở cái phần bạn bè này, thì uh, anh em sẽ kiếm được rất là nhiều coin nhờ vào cái phần mời bạn bè này ha. Thì lúc trước nó chỉ cho là kiếm 130 coin khi mời một bạn bè ha, thì bây giờ nó đã tăng lên 200 coin rồi anh em nha. Cho nên là rất là ngon Đó Rồi thì à, Tất cả những điều kiện ha Nó đã tăng lên rồi hồi trước à, Nếu mà bạn chiến thắng Thì à, bạn sẽ nhận được 240 coi Nhưng mà bây giờ là 400 coi rồi anh em ha Đó Rất là tuyệt vời Thì à, anh em xuống cái phần copy link này, này. Anh em copy link thì sau đó anh sẽ dán vào đi mời bạn bè anh em ha À, mỗi lần mời bạn bè thì mình sẽ được là 200 trăm à, rất là ok anh em nha rất là nhiều rồi anh em quay lại cho mình nè đó là phòng mời bạn bè tiếp theo rồi ok tiếp theo anh em kéo qua đây ha thì đây là sẽ có là cái game nè đây là những cái game bơ rồ là những game uh, ghép hình ha đó game ghép hình nè đó rồi tiếp theo là cái game mà uh, Red Red Tango ha là nói nói cạnh ha nói hình ha tiếp theo nữa là cái game uh, què bóng ha quả bóng thì anh em uh, mà chỉ chơi cái game què bóng này thường thường mình sẽ chơi hay, hay chơi cái, cái game này ha và cái game này thì khi mà anh em chọn những cái quả bóng mà nó không có quả bơm thì ok anh em ha đó thì anh em có thể trải nghiệm ở đây ha Giả sử mình bấm vào chữ Star nè Ok nè Mình chơi game cho anh em sẽ thấy là đó Mình sẽ kích vào những cái quả bóng nào Mà nó không có quả bơm anh em ha Là ok thôi Đó Đó game này cũng rất là dễ thôi Đó Đó tiêu ha rồi đó ok đó là vậy ha rất là đơn giản ha đó là chơi game ha rồi thì ở những cái phần dưới đây là những cái phần quà nếu mà mình chơi đủ cái số giờ thì mình sẽ kết vào khi nhận những cái rương quà anh em nha đó rồi trên đây là cái phần nhận nhận thưởng điểm danh thì anh em mỗi ngày vào chơi thì sẽ nhận cái cái đồng coi để điểm danh anh em nha. Rồi tiếp theo anh em chọn cái phần đồng tiền cho mình nha. Đó, thì ở cái phần này là cái phần sẽ là chuyển đổi điểm, chuyển đổi cái đồng coi sang cái đô la anh em nha. Thì nếu anh em đủ 119 đồng coi thì anh em sẽ chuyển được là 0.01 đô la. Đó, thì khi anh em đủ cái này thì nó sẽ chuyển và nó sẽ cân vọt qua cho anh em anh em bấm chữ cân vọt ở đây đó thì nó sẽ chuyển sang đô la cho anh em đó còn khi nào anh em rút thì anh em bấm vào chữ withdraw cho mình ha đó ok nè thế rút thì anh em sẽ gửi anh em dán cái địa chỉ à, của ví ban vào ở cái mục này ha đồng thời là cái đây là cái số đô thì cái min rút của nó nè min rút là 0.29 đô anh em nha. Đó thì khi anh em À, rút ra thì anh em sẽ điền cái, cái thông tin email của cái địa chỉ paypal của anh em vào cái hàng này ha. Sau đó là sau đây là cái số đô của anh em cần rút. Sau đó anh em bấm chữ withdraw. Thì sau tầm và một, một phút thôi, một hai phút thì cái số tiền nó sẽ về ví paypal anh cho anh em. Ha. Rồi anh em kết vào cái mục biểu tượng cấp này cho mình. Đó thì ở trong cái phần này nó sẽ thống kê cho mình ha thống kê cho mình uh, top 1 nè top 1 top 2 top 3 đó thì uh, những cái người nào mà giới thiệu được nhiều ha thì nó sẽ thống kê và nó sẽ cho tặng thưởng anh em nha đó ví dụ top 1 nè là tặng thưởng được 4.000 coi anh em ha top 2 là được 2.000 coi và top 3 là được 1.000 coi đó thì đây là những cái danh sách của những người mà họ đạt top ha họ nhận được ha nhận được tiền coi ha đó thì từ cái coi này anh em có thể quy đổi sang tiền bay bành được ha đó ok rồi mình quay lại cái cái mục đầu tiên đó thì con web này đơn giản vậy thôi anh em ha thì hàng ngày anh em cứ lên điểm danh cũng như là chơi game nè làm khảo sát nè mình thấy là cái phần khảo sát là được rất là nhiều coi anh em ha 300 coi nè thứ hai là cái phần à, mời bạn bè mời bạn bè thì mình sẽ được là từ hai trăm rưỡi cho đến 900 coi anh em nha rất là cao cho nên hai cái phần này rất là cao đó rồi các cái, cái phần chơi game thì cũng rất là ok anh em ha thì anh em cứ chơi tất cả những cái nhiệm vụ cũng như là khảo sát và mời bạn bè thì cái số coi của anh em sẽ nó sẽ tăng được hàng ngày ha anh em ha đặc biệt là mời bạn bè anh em mời càng nhiều thì cái số coi của mình đánh nó càng cao ha. Và cái nhận đến là min rút nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Thì video đến đây xin kết thúc anh em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like để ủng hộ video cho mình ha. À, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.